Chào tất cả các bạn nhé. Video này chúng ta sẽ chơi một số tựa game trên iPad nào. Bắt đầu game đầu tiên. Game đầu tiên là kiểu như là hố tử thần. Chúng ta sẽ ăn mọi thứ vào trong cái hố này. Play luôn nhé. Chúng ta có thể chọn skin ở đây này. Hố đen. Đấy, rất nhiều hố. Đây hố cá mập. Đây chúng ta dùng hố này đi. Nào, play. Rồi. 2, 3. Bắt đầu. Chúng ta phóng lên đây. Ăn mấy thằng ở đây là đủ. Đây có người này. Chưa rơi à? Ui, mà nó to thế kia rồi. Mình chạy như mướng rồi, trong này chả có gì cả các bạn ơi. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời. Không có gì ăn thế này. Làm sao mà. Ôi xong thằng này nó đuổi chúng ta này. Thì chịu. Tao sẽ nhớ những thằng đuổi. Tao và tao sẽ đuổi lại. Chúng mày hãy đợi đấy. Tao sẽ quay lại tìm chúng mày nhanh thôi. Con nhặng này, con lợn này, tao nhớ mặt mày mày đuổi tao mấy phát rồi nhá. Mày đuổi tao mấy phát rồi, tao sẽ nhớ mặt. Mày con nhặng này. Toàn quái vật chứ này. Ui con quái vật ở gần chúng ta này, chạy thôi. Chạy thôi các bạn ơi, con quái vật kìa. Ui con quái vật này đuổi mình. Nốt được cái nhà rồi. Ra nốt nhà cho nó lớn nhanh. Ui, đừng đuổi tôi, bạn ơi. Ôi bạn ơi, cho các chơi đi. Rồi rồi rồi. Hút nhà rồi, to hơn rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho bọn nó biết tay nhá. Còn hai thằng thôi. Còn chúng ta với thằng Ether này không? Rồi thằng nào to nhất? Rồi thằng nào to nhất? Sao bạn? Sao? Rồi thằng nào to nhất biết chưa? Lão tuyệt. Quá to so với quy định. Nuốt rồi nó. Đẹp. Trả thù ok luôn. Chúng ta chuyển game. Tiếp theo là game một tựa game chú hề kinh dị. Không có chìa khóa nhở, chúng ta không tìm được cái chìa khóa nào thì làm sao mà mở được cái cửa này, cửa này đóng rồi. Thôi xuống rồi. Được rồi. Chúng ta phải lên để lấy khẩu súng á. Nào chúng ta một khẩu súng cao su. Xuống nào. Chứ biết bị bệnh gì mà đã cho chúng tôi đi ta.
Bắn vào bị choáng à? Hay phải bắn vào đầu nhỉ? Thôi, chúng ta chuyển sang game khác đi. Hơi lạ đời nhưng mà thôi không sao. Tiếp 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 bạn này. Chọt lựa. Quá chuẩn luôn. Tiếp đi. Đây, tôi cho nó bắn nổ cái này. Tự nó xử nó đi. Đây. Ui ôi ôi, gãy tay. Đây. Thằng bot. Hai viên đạn trúng một quả đích. Người dân đứng nhìn này. Người dân đứng sau nhìn này. Tiếp. Nó chặn thì chúng ta phải bắn nấy như này nhé các bạn này. Đó. Đừng có đùa. Ôi này không được thôi. Sao mày tìm tiếp theo tiếp theo. Này nó sẽ bắn nổ mất. Đây này. À. Không phải. Đây. Đó. Tiếp tiếp tiếp. Đây. Hai tên của chúng đẹp tuyệt vời. Rất nhiều tên cướp. Gãycổ.com. Nào, chúng ta chuyển sang game khác nào. Game tiếp theo, Stack 3. Ăn được quả này siêu dài luôn đúng không ạ? Kinh khủng làm phép. Tít trên xuống được của nó. Úi ôi tí trên. Tiếp tiếp tiếp. Tí toang. Bùm. Xong luôn. Hơi toang á. Không bình tĩnh là toang ngay lập tức. Không được vội vàng, game này không được vội vàng. Tí toang. Tiếp. Ui vừa nói xong toàn luôn lại nào. Cái này nó nhiều nhiều cái lẫn lộn đó đấy, phải như đoạn này này dễ xuống này. Tí toang xong luôn. Nào, dừng game lại đây, chuyển sang game tiếp theo. Lăn bánh xe. Lăn bánh xe số.
Mác này như là mác ăn kim cương. Xôi xúc xích phụt ra rồi. Úi xồi ôi. Tiếp nào. Continue. Level 7. Ôi lần này là đua. Đua mình bên kia. Được một chiếc chìa khóa này các bạn. Bánh trứng, bóng điện này. Cả bóng này. Gần hết. Tiếp. Bùm. Chúng ta được cái gì đây? Được mảnh gỗ, mảnh xếp gỗ à? Nâng nha vợ. Ấy à. Đó, đây mà. Đó. Chúng ta có đồ mới. Ui, hơi khó. Vớt mạnh nó lên. Này về đích tối thử vớt mạnh xem nó có được không nhá. Ồ, gần mắc luôn. Tiếp. Bật lửa. Này, chỗ này bình tĩnh này. Quá nhanh, quá nhanh. Hết hết. Sời hết luôn. Tiếp theo leo vào tiếp theo. Quả kem. Quả luôn đi. Đợi chờ nó đi. Quả, quả, quả. Rồi chúng ta sẽ đổi những game khác đi. Game tiếp theo nhét người vào xe hoặc cho người xuống. Các bạn xem thì sẽ biết. Đây. Một cái thì chúng ta giữ yên ở đây nhét hết luôn. Vừa đẹp. Tiếp. Nở thành. Chùi hết vào đi. Đẹp tuyệt vời. Nở thành. Thế nào? Ui. Ui, vừa đẹp may quá. Tí nữa tàn. Ui. Ok. Vẫn vừa. Tiếp nào. Có chúng ta có 4 chuyến chia đều ra. Ui. Bục người ra cơ. Lại lại. Đó, vừa đó rồi thôi. Đó. Ui, to cuối à. Mày vẫn nhận là hết. To cuối của người ngồi nó mới đau chứ. Một cái này nhét hết luôn. Tiếp. Nào thằng. Vừa đẹp. Tiếp này. Có hai. Khó nhờ. Rồi hết rồi. Rồi vừa rồi. Tiếp nào. Ba toa chúng ta phải cho đều lên ba toa. Và toa cuối nào cũng có bọn ở đây sẵn này. Máy nó vẫn nhét được vào ấy. Hai sao thôi. Gần bục luôn. Úi xồi ôi. Úi xồi ôi.
Ôi trời ơi. Thế mà một cái thì cho lên hết thôi, có gì đâu. Rồi các bạn, chúng ta chuyển sang game khác đi. Game tiếp theo, Tom Hero. Bắt đầu luôn, không chần chừ nữa. Mấy con trồn này có mặt khắp mọi nơi luôn. Con trồn này đâu cũng có các bạn. Này con cá trên không luôn, đấm luôn, đợi chờ đi nhá. Chúng ta cùng đến một thế giới khác. Chúng ta ăn được ít hay vàng. Vàng rất nhiều luôn. Oh no, sao tội né cái sét kia nhỉ? Nên là chúng ta nên ăn cái đấy. Đấm nó. Yeah, bay nào. Đấm, ấy chà. Ấy chà. Lộng hành gớm phết mấy con này. Đấm nó. Chúng ta ăn được hai vàng. Nó còn 500 hút nữa. Một xoài. Ba con. Nào chúng ta sẽ đến cái khác. Thế giới khác, bay lên. Sời cho này bay lên này. Rồi là chúng ta chạy trên nóc nhà. Lại nhảy ăn cái dù mà thôi. Chuyển game là các bạn. Bắt đầu. Chúng ta đang đến map này rồi. Đây. Nước ngược lên à? Rồi, ta tìm được ba con vịt. Này. 6 con rồi. Tiếp mặt thứ tư ở dưới này chúng ta chưa tìm được này. Rồi, cho mày nghĩ cách. Quá khó đến cho vị trí của chúng ta. Được rồi. À, có lẽ phải cứ trò này chứ này. Giờ chúng ta phải tí thôi. Ba. Có coi nào không ạ? À, ừ đấy, bốn cái đấy. Tiếp. Ui à. À đây đây đây. Có lẽ chúng ta phải ăn được trên này. Đó một tí thôi. Này.
Đó. Để chèn vào cái này. Rồi, chuẩn luôn các bạn ạ. Xong, qua mạng. Có lẽ tôi kết thúc video tại đây rồi. Chào tất cả các bạn nhé.